Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối phần mềm MT4, MT5 từ máy tính đến điện thoại di động bằng cách lấy ID của MetaQuad. Mời các bạn xem bài hướng dẫn phía sau. Forex Indicator for free. Trước hết, mình lưu ý các bạn là điều kiện để kết nối từ máy tính đến điện thoại. Thứ nhất, điện thoại của bạn phải được cài đặt phần mềm MT4 và MT5. Thứ hai, máy tính của bạn phải được cài đặt phần mềm MT4 và MT5. Thứ ba, cả hai đều phải được kết nối Internet. Thứ tư, điện thoại của bạn phải có ID MetaQuad. Bây giờ mình bắt đầu hướng dẫn cách lấy ID này trên điện thoại nha các bạn. Mình là hướng dẫn lấy trên điện thoại Android trước nè. Thứ nhất, điện thoại của bạn, bạn mở lên, bạn sẽ thấy phần mềm MT4 và MT5. Nó có tên là MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Thì bạn xài cái nào thì bạn chọn cái đó. Sau đó, nó sẽ hiện lên cái bảng chạc. Thì tại cái bảng chạc này, bạn chọn cho mình cái mục setting là cái nút bên tay phải, góc trên bên tay phải nhé. Đây, là cái nút này, mình bấm vào. Thì nó sẽ mở ra cho mình một cái menu. Trong đó mình chọn cái mục message. Và nó sẽ hiện một cái bảng về cái thông báo. Ở cái bảng này, bạn sẽ để ý góc trên, góc phía trên, đây chỗ vòng tròn màu đỏ này, mà bạn bấm vào thì bạn sẽ được một cái ID. ID này gồm 8 chữ số nha các bạn. Bạn lấy viết ra, bạn ghi lại để chút nữa mình sẽ cài vào cái phần mềm MT4 trên máy tính. Bây giờ mình sẽ qua phần hướng dẫn trên điện thoại iPhone. Thứ nhất, trên iPhone bạn cũng cài phần mềm MT4 hoặc MT5. Nó có tên là MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Bạn chọn một trong hai cái. Nó cũng sẽ ra bảng hướng dẫn về tỷ giá tiền tệ. Sau đó bạn chọn cho mình cái nút setting góc bên phải ở dưới. Nó sẽ ra một menu cho mình. Thì bạn để ý cái mục là Chat and Message. Và bạn bấm vào đó. Và bạn để ý phía dưới của cái bảng Register. Nó có My MetaQuad ID. Bạn click chọn vào cái mục này cho tôi. Sau đó bạn sẽ nhận được một cái ID gồm 8 chữ số. Nếu điện thoại của bạn mà không có cái ID này, có nghĩa là điện thoại nó sẽ bị lỗi gì đấy. Cái này thì mình không biết là tại sao. Rồi, bây giờ mình bắt đầu qua cái phần cài đặt ID này trên cái phần mềm MT4 các bạn. Mình mở phần mềm MT4 lên. Khi mở phần mềm MT4 lên, bạn vào cái mục Tool. Chọn cho mình Option. Và trên cái bảng option này, bạn chọn cho mình cái mục là Notification. Bạn click chọn cho mình cái nút Enable Push và Notify Update. Cả hai cái này bạn click chọn cho mình nhé. Và ở cái ô màu trắng này là cái ID. Là ID hồi nãy bạn cứ nhập vào. Bạn nhập 8 chữ số ID mà bạn đã lấy được. Sau đó bạn bấm nút Test. Nếu bạn bấm test này, nó sẽ gửi về cho bạn, nó gửi về cái điện thoại bạn một cái tin nhắn về cái mẫu test, thì đồng nghĩa là phần mềm MT4 trên máy tính đã kết nối được với điện thoại của bạn. Ok, giờ chúc bạn làm thành công nhé. Hy vọng sẽ gặp lại các bạn vào những cái bài hướng dẫn kế tiếp. Xin chào các bạn.